Dạ, em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức xin gửi lời chào đến quý khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, bên tay phải của em đây là anh Ship Phạm. Anh Ship Phạm là một là người nghệ sĩ, một người bạn đồng hành cùng cậu Năm nghệ sĩ Vũ Linh đi hát cùng nhiều tụ điểm trong suốt cái thời gian mà cậu Năm nghệ sĩ Vũ Linh còn đi hát. Thì sau khi cái chia sẻ câu chuyện về của Mai bên tay trái của em, thiếu nữ năm con, như những cái video gần đây em chia sẻ khó khăn về cuộc sống, sau đó cũng được nhiều cô chú quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm quan tâm và đồng cảm, đồng hành với Mai để Mai vượt qua khó khăn ngày hôm nay. Thì hiện tại giờ là anh em cũng có hỗ trợ cho Mai là bán hàng bánh bí trên kênh, thì cũng được anh Ship Phạm và chị bà xã của anh Ship Phạm là ngày hôm nay quay trở lên cái nơi mà Mai đang bán bánh bía để trước tiên là ủng hộ tinh thần cho Mai để cố gắng vượt qua những ngày khó khăn. Và em cũng thay mặt Mai trả lời cảm ơn đến anh Ship Phạm là nghệ sĩ Vũ Thanh, là hát cùng với cậu Năm nghệ sĩ Vũ Linh như đầu video em có chia sẻ với cô chú anh chị. Thì trước tiên hôm nay anh Ship Phạm đến thăm Mai là nghệ sĩ Vũ Thanh, em thay mặt em Mai gửi lời chúc sức khỏe đến anh nghệ sĩ Vũ Thanh. Dạ thì em mời anh nghệ sĩ Vũ Thanh chào quý khán giả trên kênh của những người anh em Hôm nay là mình là kênh YouTube là mình là Ship Phạm Giang, nhưng mình là nghệ sĩ Vũ Thanh. Có một thời gian mình cũng đi hát cũng mười mấy 20 năm, mình nói hát chung với nghệ sĩ ưu tú là một ngôi sao sân khấu đó là tài hoa là Vũ Linh, chung là như Minh Phụng, là Tấn Tài, Thanh Tấn vân vân, những ngôi sao là ưu tú mình đã hát chung hết rồi. Thì hôm nay mình cũng đến nghe em Mai năm con, anh đứa con thì cũng trong cái hoàn cảnh mình cũng đến thăm và mình cũng chia sẻ để giúp em bán những cái món hàng để mua sữa cho những đứa con nó còn nhỏ quá. Thì mình cũng đến ủng hộ để chia sẻ cho em nó được mua may bán đắt để tạo ra những cái chi phí hàng ngày, chi phí để mua sữa cho mấy đứa nhỏ nó uống. Thì mình hôm nay mình cũng đến để mình chia sẻ như vậy, mình cũng chào tất cả cộng đồng và bà con nha. Thì đầu video em cũng xin phép, chắc không mất nhiều thời gian cô chú anh chị, xin phép cô chú anh chị một phút cho em quảng cáo qua sản phẩm bánh bía của em Mai, người mẹ năm con đang ở bên tay trái của em. Mai bán một bịch bánh bía như thế này nè cô chú anh chị. Trong một cái hộp bánh bía này nó sẽ có 4 cái bánh mang thương hiệu Tăng Hê Huy, một cái thương hiệu được chứng nhận CO CQ an toàn thực phẩm, được phép lưu hành trên toàn quốc. Cô chú anh chị vui lòng mua bánh bía, vui lòng liên kết bạn qua Zalo của Mai là 0899008596 để cô chú anh chị ủng hộ sản phẩm của Mai, để Mai có cái chi phí hàng ngày chăm lo cho các cháu con của Mai. Thì hiện nay là một mình Mai gồng gánh nuôi năm đứa con. Đứa lớn nhất 5 tuổi, đứa nhỏ nhất hơn 4 tháng, vừa làm mẹ và vừa làm cha. Cũng hy vọng cô chú anh chị đồng cảm và mua được những sản phẩm ủng hộ cho Mai. Rồi bây giờ là trước tiên là để mời anh Ship Phạm, nghệ sĩ Vũ Thanh, bạn của cậu Năm nghệ sĩ Vũ Linh, để hát gửi cô chú anh chị đang xem trên video của những người anh em. Thì Mai mời cô chú anh chị và chào cô chú anh chị sản phẩm của mình để cô chú anh chị giúp đỡ mua ủng hộ em. Hôm nay là con được nghệ sĩ Vũ Thanh xế chiều rồi, cũng mong ông bà cô chú anh chị vào xem like và đặt quần hàng con ngọc bánh để con có điểm thu nhập để lo cho năm bé. Dạ. Thì nói chung là trước tiên vô thì cảm ơn anh và cũng là cô chú anh chị khán giả một lần nữa, em cũng thay mặt anh em trong nhóm và Mai người mẹ năm con trả lời cảm ơn đến anh nghệ sĩ Vũ Thanh hôm nay đến thăm gia đình của Mai. Hôm nay anh đến thì trước tiên thì cũng xin phép là quảng cáo bánh bía cho Mai một tí để cho Mai có thu nhập đó anh. Thì quảng bía xong rồi, bây giờ là anh nghệ sĩ Vũ Thanh, mình có nhớ là những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà trước kia anh còn đi hát đó, để gỡ đến cô chú anh chị khán giả anh một bài anh ha. Thì bây giờ mình cũng chào tất cả cộng đồng mạng trong chiều ngoài nước, mình cũng có đòi lời như vậy. Ngày xưa mình đi hát thì mình nhờ khán giả ủng hộ cho mình, thì nghệ sĩ mà đến bước lên sân khấu hát là phải có khán giả, khán giả yêu mến mình mới hát, mới sung, mới là có động lực. Còn bây giờ mình cũng về rồi, mình không còn đứng sân khấu nữa, thì mình giờ mình mở kênh YouTube, mình không hát thì mình chịu không nổi. Mình nhớ về tổ nghiệp của mình, bắt buộc một tuần lễ mình không hát là khó chịu lắm, thì mình hát lên, mình mở kênh YouTube để cho cộng đồng nghe. Hồi xưa thì khán giả, bây giờ là cộng đồng nghe.
Nếu cộng đồng nghe được lời hát của nghệ sĩ Vũ Thanh, dù có lớn tuổi hát hay dở gì thì mình cũng rất hạnh phúc, có cộng đồng nghe là hạnh phúc lắm rồi. Đó, thì hôm nay mình đến là cũng chia sẻ đến thăm gia đình của em Mai, một người phụ nữ trẻ 5 đứa con, thì cũng phải ráng cố gắng để tạo dựng ra những cái sản phẩm bánh bía hay là những cái gì đó để tạo ra đồng tiền để có sữa để con uống hàng ngày. Đó, thì hôm nay mình đến đây thì dù hẳn không phải, thì trước khi mình quảng cáo về bánh bía cho em Mai để bà con nào có vào xem ủng hộ. Rồi đó, kế đó là một lát mình cũng phải hát một bài, mình thích hát lắm, nghệ sĩ mà lúc nào cũng thích hát lắm. Mình hát cái bài là mình tự biên, tự viết, tự đờn, tự ca luôn, một mình làm hết. Tự viết là mình cũng viết ra, sáng tác là hát cũng nghệ sĩ Vũ Thanh, mà đàn cũng nghệ sĩ Vũ Thanh luôn, để cởi mở là để một cái video này để cho bà con vào xem ủng hộ bánh bía dùm cho em gái Mai ha. Một người mẹ 5 con, người mẹ trẻ nha. Dạ, cô chú anh chị ủng hộ sản phẩm bánh bía của em Mai, người mẹ 5 con, vui lòng gọi qua số điện thoại Zalo 0899008596. Dạ, cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Bây giờ mời anh nghệ sĩ Vũ Thanh hát một bản, vừa hát vừa chị đàn đúng không anh ha? Thì bây giờ mình nói thì mình phải làm. Dạ. Thì bây giờ mình phải đàn, mình hát trong cái bài ca tự viết. Dạ. Bài ca này nói về tuổi trẻ đi. Dù già mặt già mày nhưng mà tâm hồn nghệ sĩ lúc nào cũng còn trẻ. Mình hát cái bài là Lỡ Một Lần Yêu. Lỡ Một Lần Yêu ha. Cũng như đúng như hoàn cảnh của em Mai vậy, lỡ một lần có 5 con rồi. Chiều nay ra đứng bên cầu nhớ về nơi ấy mình yêu nhau. Bây giờ em ở nơi đâu, có còn nhớ đến những ngày mình bên nhau. Ôi trời cao bay đi ngàn cái chỉ riêng đôi mình. Ơi người yêu ơi thâu chẳng cho lòng tình đôi ta nay cách xa nhau rồi. Ơi người ơi còn bao thương nhớ đến về bên anh. Người yêu ơi đại cha em, tuy ơi em hãy về đi, đừng tìm kiếm anh nữa mà chỉ có tìm nhớ thương sầu con. Và cũng đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mặt lệ đứng sau. Lần này nữa thôi là mình ra biệt nhau rồi. Anh cứ ngỡ tình mình là mong đẹp, trọn đời này ta mãi mãi bên nhau. Anh đâu có ngờ định mệnh trở tiêu trò bài chi đời dâu bề. Về đi em, về đi em ơi, lòng anh đây nghe đau buốt tâm hồn. Còn gì nữa đâu những ngày mong đẹp, còn gì nữa
chờ đây những nước chảy qua cầu. Anh cầu chúc em trọn đời hạnh phúc bên người chồng trẻ đẹp giàu sang. Hãy cố mà quên đi kỷ niệm ngày xưa ta chúng mình hò hẹn, để một mình tôi trọn đời vui vui trở lại quê xưa ôm mối tình. Lần này nữa thôi đừng xa, mong tình ngày ấy nay còn đi đâu. Người về ai ở đau lòng ai giờ, lần này nữa thôi đừng xa nhau. Em ơi tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mặt vui khi đã chuyện câu tình. Một lần lầm lỗi yêu còn đời mãi mãi chúng mình xa nhau. Em ơi duyên đã công thành, lòng anh đào nhói trái tim buồn. Rồi mình cũng để ra ba câu tụng cổ tự biên nha bà con. Cảm ơn Thủ Thành rất nhiều. Cảm ơn anh nghệ sĩ Vũ Thanh hôm nay đến để là thăm gia đình của Mai, người phụ nữ năm con. Như những cái video mà đầu tiên em chia sẻ thì cũng có nhiều cô chú anh chị xem qua, cũng có những cô chú anh chị chưa xem video đầu tiên, thì em xin tóm tắt lại câu chuyện của Mai thiếu nữ năm con. Sau khi anh em được nhận cái thông tin thì cũng có chia sẻ những cái video được nhiều khán giả cũng là cũng có phần nào đồng cảm. Và sau đó là Mai thì Mai cũng bán bánh bía, cũng hy vọng là cô chú anh chị mua bánh bía ủng hộ Mai qua số điện thoại là 0899008596, kết bạn Zalo. Anh nghệ sĩ Vũ Thanh, có lẽ là hiện nay là Mai đã thuê một bằng rồi anh. Đây là mặt bằng ở đâu? Cũng cách đây mấy cây số thôi. Mấy cây số. Dạ thì chắc có lẽ là đến cái ngày mà Mai khai trương bán mặt bằng mới đó. Lúc đó chắc có lẽ em mời anh chị lên đến giao lưu hát một hai bài ca gửi đến cô chú anh chị cộng đồng anh nhé. Rồi được. Đó. Có gì đâu. Thì tại vì trên kênh của em cũng có rất nhiều cô chú anh chị, khi mà em có chia sẻ về anh đó thì cũng có nhiều cô chú anh chị nói là nghệ sĩ Vũ Thanh lâu quá mới gặp lại. Cũng có một phần cô chú anh chị biết đến anh, đó là lâu quá. Là số nghệ sĩ ngày xưa con mình hát đó, dạ. Mình nhớ tên. Dạ. Thì cảm ơn cái buổi mà trò chuyện ngày hôm nay, và là để là anh chị lên đây thăm Mai, quý vị trước tiên thăm Mai. Sau đó là cũng là giới thiệu những cái sản phẩm của Mai với bánh bía để gửi cô chú anh chị mua ủng hộ Mai, và cũng gửi đến cô chú anh chị một bài ca. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thì anh ca đâu rồi, không lẽ anh đến đây anh ca không phải Mai anh cũng phải ca anh bài tặng cô chú. Hồi nãy nghĩ đến bài gì nghĩa? Em không quên rồi. Hay hát dở gì Mai ca bài đi. Hồi nãy nó bài gì để hát cho bài gì? Anh hát không? Bài gì nãy nó bài gì? Anh hát thì anh hát bài Tôi Thương Vợ Tôi đi. Rồi nói chung là bài này gửi cho bà xã đi ở nhà. Nói chung là hiện nay đang quảng cáo hàng cho Mai ở đây thì bà xã vẫn biết chứ không phải là không. Nói chung đi đâu làm gì bà xã biết hết. Cái việc thứ nhất, cái việc thứ hai là cũng gửi, trước tiên là gửi tặng không phải là riêng mình bà xã, nhưng mà gửi tặng luôn cả quý ông bà cô chú anh chị cộng đồng. Và nếu mà em hát không được hay cũng mong thông cảm bỏ qua. Rồi hát bà gì, nghĩa yêu cầu bà gì? Tôi thương vợ tôi. Ok, bà này trước tiên là gửi cho bà cô chú anh chị trên cộng đồng và bà xã luôn, bà xã ở nhà. Bà con cứ vào xem an thì đây là nghiệp dư. Hát có sao hát vậy Rồi để mình em hát bài nha. Nói chung cũng thích hát lắm nhưng mà hát không được. Có Mai hát hay nè. Mình cũng chưa nghe Mai hát lần nào. Giờ anh Đờn ha. Dạ. Anh Đờn theo em nha. Rồi. Rồi em hát luôn nha, chứ em không biết theo tiếng Đờn được. Rồi anh theo. T
tôi thương vợ tôi nghe tình trước sao vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lướt lạc hoa hoa ngắm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương cho hết lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dài dầu, không ham giàu sang không đua đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh lết xe, qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Đêm đêm bên bếp lửa hồng ngồi ôm chi băng thấy thương nhau nhiều thêm. Cưới em chỉ có khay chầu mâm trà khay gù đôi buồn chầu tươi. Con thơ hai đứa ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cùng bóng cài sau chiều bên mái lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi những ngày đói đo chung lòng. Tôi thương vợ tôi những lần đi biến mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu thương mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng mũi mặn gần cay. Hay quá. Này quá hay mà hát như vậy là cũng được 50% rồi. Bây giờ nói chung là video thời lượng cũng dài rồi. Mai trước tiên thì cũng là mời cô chú anh chị mua bánh bía của em. Cô chú anh chị vui lòng mua bánh bía ủng hộ Mai qua số điện thoại là 0899008596. Giờ là Mai hát bài gì anh nghệ sĩ Quốc Thanh. Em hát đỏ thôi cũng được để gửi tặng cô chú. Và cảm ơn là đến cô chú anh chị. Dùm lỗ không xong ca với anh. Dùm xong quen cũng được. Ít càng câu thôi. Dùm lỗ được không? Biết ca nhạc hả? Rồi, ca nhạc đi. Bài gì em thích tay bác gỡ tặng cô chú? Đến tiếc là Mai không có biết ca cổ. Biết ca cổ mình trích trọn một cái tuồng nào đó. Dạ. Người tình chí kiến trạng một phút nào đó. Nghĩa là lên ca với nghệ sĩ Quốc Thanh nè. Em không biết ca. Em tên Thanh là nhậm cổ như lắm, phân kỳ vậy ta. Dạ. Bài hồi tối hả chị? Nỗi buồn mẹ tôi. Là tôi thương mẹ tôi tính tình hết na hiền lành phải không? Phải. Không phải. Nhà hát có thấy hay em không? Hát tôi thương mẹ tôi cũng được. Có cái bài hồi tối chị hát rồi. Không, bài tôi thương mẹ tôi hay á. Tôi thương mẹ tôi tính tình hết na hiền lành. Bây giờ mai thích hát bài gì đó. Bây giờ hát những cái bài này đẹp không? Không có hát được, không quay đi. Rồi rồi rồi. Bài hát tặng cho mẹ. Giờ rồi, ok, đền theo thôi, rồi, chú ca. Đền theo. À, dí. Thank you.
Thì cái thời lượng video đến đây cũng dài rồi ha. Và một lần nữa em Phúc nhà lưu trú Cung Đức, bên tay phải em là anh nghệ sĩ Vũ Thanh, kênh YouTube là Ship Phạm Văn, bên tay trái của em là Mai thiếu nữ năm con. Xin gửi lời cảm ơn đến quý cô chú anh chị, quý khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và cô chú anh chị xem video cảm thấy video có ý nghĩa, bấm cho anh em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ để anh em có thêm động lực ra nhiều video mới gửi đến cô chú anh chị. Trước khi kết thúc video, cô chú anh chị cũng đừng quên đặt hàng qua sản phẩm bánh bía Tăng Hơi Viên, mang thương hiệu Tăng Hơi Viên, để ủng hộ cho em Mai. Những bịch bánh bía thế này, trong này có 4 cái bánh mang những cái thương hiệu nổi tiếng, được chứng nhận siêu siêu quy, được chứng nhận an toàn thực phẩm, được lưu hành toàn quốc. Bánh này kể từ ngày sản xuất được hạn sử dụng 75 ngày. Một hộp bánh thế này, trong này có 4 cái bánh. Nguyên liệu của bánh được chế biến như là sầu riêng, khoai môn và trứng muối. Cắm đậu xanh em ha. Dạ. Rồi, xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video clip tiếp theo ạ. Dạ xin chào. Rất nhiều lợi luôn nha bà con. Bye bye.